Dạ, xin chào anh chị. Hiện tại em đang có mặt tại ấp Đông Hòa, xã Song Thuận của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ, ở cái vị trí này á, trên cái mặt tiền đường ranh 3 mét này, chủ có ký gửi cho em một cái lô đất nền cũng khá là đẹp luôn. Em xin phép được quay và giới thiệu với cả nhà mình nha. Dạ, cái lô đất nền của mình á, thì có tổng diện tích là 199,9 mét vuông. Với chiều ngang mặt tiền á, là 5 mét, chiều sâu vô là 40 mét. Đất mình thì có 100 mét thổ cư và hướng đất là hướng chánh Tây. Theo cái hướng màn hình của em á, thì mình đi ra khoảng 200 mét là mình sẽ đến tỉnh lộ 864, ngay vị trí của cụm công nghiệp Song Thuận, ngay công ty Vạn Đức luôn. Từ đó mình rẽ phải thêm 150 mét nữa là mình sẽ về đến ngay chỗ quỹ ban, trạm y tế, trường học Song Thuận. Còn mình rẽ trái tầm khoảng 6 km là mình về tới ranh của thành phố Mỹ Tho. Dạ. Còn theo hướng ngược, xoay theo hướng chiều ngược lại, thì bên này á, mình đi tầm khoảng 300 mét là mình sẽ đến đường đan 4 mét đường Tống Văn Lộc. Ở ngay từ vị trí đường Tống Văn Lộc á, thì mình có thể đi qua đường huyện lộ 35, mình đi ra tỉnh lộ 876, không mơn mình ra quốc lộ 1A về thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cái thửa đất mà em đang muốn giới thiệu với cả nhà mình á, là có vị trí từ cái cọc ranh này nè. Ngay cái vị trí cọc ranh này, kéo dài qua màn hình bên đây á, là 5 mét. Và chiều sâu vô xuống tới đây á là 40 mét. Cái này do chủ ở xa đó nên cửa thì khóa, em không có vô bên trong đất để quay được. Em đang đi cái thửa kế bên để em quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây. Đất của mình á thì hoàn toàn sạch, không mồ mả. Xung quanh em thấy cũng không luôn nè. Đuôi đất của mình là ngay tới vị trí mà cái lưới B40 ở dưới. Dạ. Dạ, từ thành phố Hồ Chí Minh đó quý cô chú anh chị mà về đến thửa đất này là tầm khoảng 66 km. Còn từ thành phố Mỹ Tho đi lên đây, em tính từ cái ranh thành phố Mỹ Tho như hồi nãy em có nói đó, là tầm khoảng 6,5 km thôi. Dạ, đất mình đó thì có hướng chánh Tây, có cái view sông mà rất là mát luôn. Dạ. Rồi một lần nữa em xin phép được lặp lại, tổng diện tích đất của mình đó là 199,9 m², với mặt tiền ngang là 5 m, chiều sâu vô á là 40 mét. Đất mình có 100 mét thổ cư, chủ đang kêu bán với giá là 560 triệu đồng. Nhà đất mình thì có sổ hồng sẵn, pháp lý rất là rõ ràng luôn. Dạ. Ở đây á, thì khu vực em thấy dân cư cũng khá là đông đúc, điện nước wifi đều đầy đủ. Dạ, quý cô chú anh chị có quan tâm đến thửa đất nền em đang giới thiệu á, vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947071309. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ạ. Em xin phép được kết thúc video của em ở đây. Hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị trong những video tiếp theo ạ.